quý vị, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, dịch COVID-19 bùng phát khiến tỉnh này mất 2.000 tỷ giá trị sản xuất công nghiệp mỗi ngày. Để khôi phục sản xuất, có 40 doanh nghiệp đăng ký và xây dựng phương án trở lại hoạt động. Tính đến thời điểm này đã có tổng cộng 10 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Trong ngày 29 tháng 5, đã có thêm 7 doanh nghiệp bắt đầu sản xuất trở lại. Như vậy, tính đến thời điểm này, tại Bắc Giang đã có 10 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Trong 1-2 ngày tới, có thêm 35 doanh nghiệp đi vào hoạt động khi đã tiêm phòng hết cho toàn bộ công nhân. Dự kiến đến hết tháng 6, có khoảng 186 trên 310 doanh nghiệp đi vào hoạt động. Trong số 150.000 liều vaccine ngừa COVID-19 được cấp, ngoài số lượng được tiêm cho lực lượng tuyến đầu, thì còn khoảng 102.000 liều tiêm cho công nhân. Hiện Bắc Giang đã tiêm được 10.500 liều. Để phòng chống dịch ngay trong khu công nghiệp, tỉnh Bắc Giang áp dụng mô hình mới là đưa cán bộ y tế vào doanh nghiệp để cùng lo phòng chống dịch, sống chung với dịch. Đồng thời, quán triệt các doanh nghiệp khi sản xuất trở lại phải tiêm vaccine cho tất cả công nhân. Là một trong những địa phương có số ca mắc COVID-19 lớn, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát dập dịch lây lan trong các khu công nghiệp. Tính đến thời điểm này, số doanh nghiệp phải dừng sản xuất là hơn 400 với khoảng 65.000 lao động buộc phải nghỉ làm. Tỉnh Bắc Ninh có 10 khu công nghiệp hoạt động. Trước khi có dịch COVID-19, có 1.120 doanh nghiệp hoạt động. Song đến nay, số doanh nghiệp phải dừng sản xuất là hơn 400 với khoảng 65.000 lao động buộc phải nghỉ làm. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã giao Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tổ chức cho người lao động ở tạm trong doanh nghiệp để cách ly, vừa tham gia sản xuất, tránh lây dịch nhưng phải đảm bảo nghiêm các điều kiện phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Trong thời gian từ nay đến ngày 2 tháng 6, khi Bắc Ninh cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện tiêu chí an toàn trở lại sản xuất, Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương xây dựng dự thảo theo kế hoạch quy chế phối hợp tạm thời quản lý người lao động và người nước ngoài ở tạm trong các doanh nghiệp nhà máy, vừa để cách ly vừa tham gia sản xuất để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Giá khoai lang tím Nhật Vĩnh Long chỉ còn hơn 600 đồng 1 kg. Với giá này thì người dân chỉ thu được khoảng 1,8 triệu đồng trên 1.000 m² và lỗ khoảng 15 triệu đồng, còn nếu thuê đất trồng thì lỗ khoảng 20 triệu đồng. Chia sẻ những khó khăn này với nông dân, những ngày qua tỉnh đoàn Vĩnh Long phát động chương trình giúp nông dân tiêu thụ khoai lang, qua đó góp phần giúp người dân bán được sản phẩm, thu lại phần nào chi phí để đầu tư tái sản xuất. Để góp phần giải quyết đầu ra cho khoai lang của nông dân, mấy ngày qua tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với các xã Tân Hưng và Thành Hưng, huyện Bình Tân tiêu thụ khoai lang đang tới lứa thu hoạch của người dân. Được sự kết nối từ đoàn thanh niên xã Thành Trung, tỉnh đoàn trực tiếp đến ruộng hỗ trợ thu mua 7,5 tấn khoai lang của chị Ngô Thị Nga. Số khoai này được bán đến với người tiêu dùng ngay trong ngày với mức giá 3.000 đồng mỗi cân. Dạ, tình hình năm nay là khoai lang này cũng tới lứa dở nhưng mà tiêu thụ nó không được, nó thương lái cũng mua rất là rẻ. Rồi tính ra tình hình mặn thì cũng không đủ tiền mướn nhân công. Thì trước hết thì đoàn xã tham mưu với đảng ủy, ủy ban là sẽ chọn những cái hộ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những hộ khó khăn đó là có xác nhận của chính quyền địa phương để ưu tiên cái đối tượng giải cứu khoai lang trước. Bên cạnh đó thì còn thêm một cái nữa là có số lượng là cái khoai lớn tháng, có là ưu tiên là khoai từ 5 tháng, 6 tháng trở lên để giúp cho bà con. Hiện không chỉ tỉnh đoàn mà các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng chủ động kết nối với địa phương để cùng tiêu thụ khoai lang cho bà con. Trong khả năng của mình, các cấp bộ đoàn vừa trực tiếp thu mua, vừa làm cầu mối để các doanh nghiệp cá nhân đến tiêu thụ khoai lang, giúp bà con thu lại một phần vốn, chi trả vật tư, tái sản xuất. Với cái tinh thần là hỗ trợ hết mức cho người dân mua trực tiếp tại ruộng khoai, rồi với cái giá mức giá đó đến người tiêu dùng, thì mong rằng qua cái chương trình này thì người dân sẽ quan tâm để ủng hộ chương trình để nhiều sản lượng khoai sẽ được tiêu thụ, giúp cho người nông dân vượt qua khó khăn. Thật sự ra khi mà thấy ở trên Facebook á, mình thấy rằng đây là một cái ý tưởng rất là hay, bởi vì bà con nông dân ở Bình Tân không thể nào mà lên đây được. Có nhiều cái mà cánh tay nói dài và những người ở tại thành phố Vĩnh Long cũng không thể xuống Bình Tân để giúp được. Thì tôi cho rằng cái hoạt động này rất là thiết thực. Hiện Vĩnh Long đã có hơn 10 công ty tổ chức cá nhân liên hệ tiêu thụ gần 100 tấn khoai lang. Ngoài ra một số công ty doanh nghiệp cũng đã đến hợp tác xã để hợp đồng tiêu thụ giải cứu khoai lang tím Nhật tại địa phương. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, huyện sẽ đánh giá lại tình hình, có các giải pháp quyết liệt hơn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.
đồng thời phối hợp với ngành chuyên môn hướng dẫn người dân đẩy mạnh sản xuất theo hướng sạch hữu cơ, để có thể đưa khoai lang Bình Tân xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường khác, chứ không chỉ phụ thuộc vào con đường tiểu ngạch sang Trung Quốc như hiện nay. Thưa quý vị, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị ưu tiên cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời gian sớm nhất đối với nông sản xuất khẩu, đặc biệt là nông sản tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh như Bắc Giang, Hải Dương và các mặt hàng đang vào vụ có thời gian thu hoạch ngắn như vải. Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho lưu thông tiêu thụ nông sản xuất khẩu, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực tạo điều kiện thuận lợi nhất khi cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Để góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tiêu thụ nông sản của các địa phương, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Phan Văn Trinh đã có công văn số 334 đề nghị các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực tạo điều kiện thuận lợi nhất khi cấp CO cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai căn cứ tình hình thực tế, xem xét bố trí làm thêm giờ, kể cả làm việc vào thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ để xử lý hồ sơ cấp CO. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 133.400 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam có những diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tiếp tục được các bộ ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát lần thứ tư tại nhiều tỉnh thành phố, nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong tổng số 133,4 nghìn tỷ đồng, vốn trung ương quản lý đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,1% kế hoạch năm. Vốn địa phương quản lý đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch năm. Báo cáo từ Bộ Tài chính cho thấy hiện tổng số vốn đầu tư đã được phân bổ là 406,4 nghìn tỷ đồng, đạt 88,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý cho đến thời điểm này, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương vẫn còn 34 bộ, 37 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao. Từ đầu tháng 6, nhiều quy định chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó đáng chú ý có quy định phạt đến 30 triệu đồng nếu mở quán karaoke quá 12 giờ đêm. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 6, quy định này sẽ được áp dụng theo Nghị định 38 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo. Theo đó, mức phạt tiền 20 đến 30 triệu đồng được áp dụng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm một trong các hành vi như kinh doanh dịch vụ ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Hành vi đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke sẽ bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Đáng chú ý, nhân viên quán karaoke không mặc trang phục hay đeo biển tên sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Bình Thuận đã thu hồi chấm dứt hoạt động hai dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Huy Hoàng do vi phạm luật đầu tư. Dự án từng bị Sở Xây dựng Bình Thuận tuyết còi yêu cầu không được ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí khi chưa hoàn tất thủ tục đầu tư. Cụ thể, hai dự án bị thu hồi của công ty trên gồm khu liên hợp Hồ Điều Hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long, còn gọi là Ocean Life Center Phan Thiết tại phường Hưng Long, khu tái định cư phục vụ dự án Ocean Life Center Phan Thiết tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. Cả hai dự án có tổng diện tích hơn 130.000 m2. Địa phương đã giao cho các sở ngành liên quan cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết ra soát toàn bộ các công việc có liên quan đến hai dự án trên để thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định. Sau khi được duyệt quy hoạch, chủ đầu tư đã tự ý thỏa thuận với 35 hộ dân trong dự án nhận trước tiền đền bù, hỗ trợ, giao đất, trong khi cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thi công dự án. Đáng chú ý, dự án trên từng bị Sở Xây dựng Bình Thuận tuyết còi, yêu cầu không được ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí khi chưa hoàn tất thủ tục đầu tư. Thời gian qua, việc ồ ạt phát triển các dự án điện mặt trời trong điều kiện hạ tầng truyền tải điện không đáp ứng kịp, dẫn đến khủng hoảng thừa điện năng. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, tỉnh Gia Lai đã có hơn 3.200 hệ thống điện mặt trời mái nhà được đấu nối phát điện lên lưới với tổng công suất là hơn 600 MW.
Để đảm bảo an toàn an ninh hệ thống điện, Điện lực Gia Lai bắt buộc phải điều tiết cắt giảm luân phiên công suất phát của các hệ thống điện mặt trời gây lãng phí nguồn lực cũng như tạo ra sự bất bình đẳng trong các nhà đầu tư. Sau một thời gian, các dự án điện mặt trời ồ ạt đi vào hoạt động, những bất cập đã bắt đầu lộ diện. Ngoài những vấn đề sai phạm về hồ sơ, thủ tục, mục đích hoạt động của các dự án, sản lượng điện tăng đột biến cũng gây quá tải cục bộ, đặc biệt là lưới điện truyền tải liên kết miền ở một số thời điểm. Điều này bắt buộc ngành điện phải điều tiết cắt giảm luân phiên, khiến mâu thuẫn nảy sinh giữa các nhà đầu tư hoạt động đúng cam kết với các nhà đầu tư lách chính sách để hưởng lợi. Tôi thấy là sẽ có những cái bất công cũng như ảnh hưởng đến cái hoạt động doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi đầu tư một cái nguồn tài chính lớn hơn, nhưng mà cái hoạt động mà cắt điện thì được phân bổ đều. Cho nên chúng tôi sẽ chậm thu hồi vốn hơn hoặc là sẽ thiệt hại hơn về cái phần phát điện. Cái việc phát triển mạnh mẽ của cái lưới điện, của hệ thống điện mặt trời trong năm 20 sau khi có quyết định 13 đấy, và đồng thời thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì trong năm 2020 và đầu năm 2021 là cái nền kinh tế phát triển chậm lại, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện giảm thấp, dẫn đến là có một số thời điểm thì hệ thống thừa công suất. Hiện nay, điện mặt trời mái nhà không chỉ nhận được sự hưởng ứng của người dân để phục vụ cuộc sống mà còn hấp dẫn các nhà đầu tư bởi giá mua điện khá cao và được áp dụng trong 20 năm mà không cần bổ sung dự án vào quy hoạch điện. Do đó, nhiều nhà đầu tư đã bất chấp lách luật bằng việc núp bóng các dự án nông nghiệp để chạy đua đóng điện trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 nhằm hưởng lợi. Hơn 400 hệ thống điện mặt trời mái nhà là theo cái mô hình trang trại. Trong cái quá trình mà cái đầu tư và phát triển thì để tranh thủ cái vận dụng cái cơ chế chính sách là tới ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì mới được là hưởng cái giá ưu đãi này. Cho nên là nhiều cái trang trại là họ nó xin đầu tư trang trại nhưng mà họ tập trung để hoàn thiện để kịp thời đấu nối điện. Tuy nhiên là bên trong của cái nội dung của trang trại thì nó chưa đạt được cái tiêu chí. Gia Lai được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển điện năng lượng mặt trời nhờ số giờ nắng trung bình cao từ 1.900 đến 2.200 giờ mỗi năm và bức xạ tốt trong ngưỡng khoảng 4,8 đến 5,2 kWh mỗi mét vuông mỗi ngày. Chính vì thế, Gia Lai hiện đang là địa phương điển hình về sự gia tăng đột biến các dự án điện mặt trời mái nhà, đặc biệt là hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên các trang trại nông nghiệp. Việc định hướng phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo phù hợp với thế mạnh của địa phương và là hướng đi hợp lý nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tối ưu hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, để các dự án điện mặt trời phát triển bền vững, đúng tiêu chí và tạo sự cạnh tranh công bằng, tỉnh Gia Lai cần sớm chấn chỉnh nghiêm việc lợi dụng chính sách để hưởng ưu đãi của các nhà đầu tư. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Điện thoại, email, số dữ liệu cá nhân như số điện thoại, email, số chứng minh thư, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng được giao bán công khai trên mạng khiến người dùng bị làm phiền, bức xúc. Hiện tượng này đang trở thành nỗi ám ảnh của không ít người trong suốt thời gian qua.